Chào mừng Miss Q đã quay trở lại. Anh còn 5 phút để đưa em tới trường quay. 3, 2, 1, on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Đối Mặt Showbiz. Anh thấy mình quen nhau hơn 1 năm rồi đó. Anh nghĩ là em sắp rụng hết trứng rồi hả? Là anh muốn cầu hôn em. Bự dữ vậy. Chào mừng em đến với Huế mộng mơ. Wow, bình yên ghê ha. Giống như là một thế giới khác gì đó. Mà nghe đồn á, tối nay thằng Nguyên dắt con bồ của hắn về để dự tiệc chung với gia đình mình. Anh chưa từng nói với em anh thuộc dòng dõi hoàng tộc nha. Anh thấy nó cũng bình thường thôi mà. Bình thường mà sống trong một cái biệt phủ rộng với cái cung điện vậy đó hả? Mời quý vị chiêm ngưỡng tỷ ngọc sinh hương, bảo vật của Lê gia. Mẹ. Con chào cô, con cảm ơn cô vì đã mời con đến buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi cũng chỉ mới được biết rằng cô sẽ đến. À, Khánh My. Bạn thân Mai Trúc Mạng Jack, Khánh My, Mỹ Miêu. Gia đình nào ấy rồi cũng sẽ có lúc phải trải qua đắng cay mặn ngọt. Quan trọng nhất ấy, là phải cho mọi người chỉ được nhìn thấy cái hay, cái đẹp thôi. Hay là mình phi ngựa đi. Con công thì phải ra con công, mà con phượng thì phải ra con phượng. Chứ bản chất là vịt là ngan thì làm sao ra được cái cốt cách của công của phượng được. Trộm chết. Tôi mang trà tim sen tới mời khách quý của bà. Đáng quá. Tại sao mày lại đối xử với cô ấy như vậy? Nhà ta không phải cái chợ để cho ai đó cứ muốn bước vào là bước đâu con. Không đời nào tôi để con trai tôi chạy theo mấy cái thể loại showbiz tạp nham phù phiếm như cô cả. Chị không phù hợp. Mợ sẽ không bao giờ đồng ý của ta đâu. Có phải cô đeo bám thằng Nguyên nhà tôi ấy, vì cô biết nó sẽ là chủ của cái gia tài đồ sộ này đúng không? Nguyên, Nguyên, đây anh. Con đứng lại. Dường như em không thuộc về nơi. Em chấp nhận đối mặt với cơn bão của tụi mình. Nhưng em không chấp nhận ai nghĩ sai về mình và về chuyện tình cảm của em và anh. Ngày hôm nay con hẹn cô ra đây chỉ muốn trả lại những thứ thuộc về cô và mang đi những gì thuộc về mình. Muốn vượt qua được cơn bão, cách tốt nhất lại là giảm đối mặt với nó. Bây giờ là có em rồi, sẽ không còn cơn bão nó có thể bật ngã được anh nữa. Mày chưa đang nhảy chân sao? Em không biết bơi. Mày có hai cái phao thì còn sợ gì nữa? Tao cùng mày sắm hai cái phao. Vậy bây giờ nhảy nha. Một, hai, ba.